Chào các bạn, trong bài hình trước chúng ta đã thiết kế được form đăng nhập và chúng ta cũng đã thiết kế được giao diện cho trang welcome, chào mừng khi user đăng nhập vào website. Trong bài hình hôm nay chúng ta sẽ tiến hành chúng ta xử lý cho phần đăng nhập này. Khi người sử dụng bấm vào menu đăng nhập thì chúng ta sẽ hiện ra form đăng nhập. Thành viên sẽ phải nhập vào tên tài khoản username và nhập vào mật khẩu password. Lúc bây giờ chúng ta sẽ phải kiểm tra, chúng ta phải lấy được cái username này và chúng ta phải lấy được cái password này. Và lúc bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra bên trong file dữ liệu của chúng ta, thì chúng ta có cái file user này. Chúng ta phải làm sao? Chúng ta vào bên trong cái file user.tt này, chúng ta kiểm tra xem cái username và cái password người dùng nhập vào có nằm bên trong cái file user.tt này của chúng ta hay không. Có nghĩa là chúng ta phải kiểm tra cái username và password trong cái file này có tồn tại bên trong này hay không. Nếu có thì chúng ta mới cho họ đăng nhập vào, còn nếu không có thì chúng ta sẽ không cho họ đăng nhập vào và chúng ta sẽ báo lỗi. Thì trong bài hình trước á, trong cái lát xử lý tập tin của chúng ta là chúng ta đã có viết ra một cái phương thức dùng để kiểm tra username. Username này có tồn tại hay không. Và chúng ta cũng đã có viết ra một cái phương thức dùng để kiểm tra username và email có tồn tại hay không. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Là bây giờ chúng ta sẽ viết ra một cái phương thức dùng để kiểm tra username và password có tồn tại hay không. Về cái phương thức này thì nó cũng gần giống như cái phương thức dùng để kiểm tra username và email. Do đó là chúng ta có thể sử dụng cái phương thức kiểm tra username và email để chúng ta làm tương tự cho cái việc là chúng ta kiểm tra username và password khi người dùng nhập vào. Do đó là bây giờ các bạn hãy mở lại cái lát xử lý tập tin của chúng ta lên. Trong đây các bạn hãy copy cái phương thức kiểm tra username và email. Các bạn copy cái phương thức này, các bạn dán trước cái phần kết thúc class. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại. Chỗ này là chúng ta sẽ tạo ra phương thức kiểm tra username và password. Chỗ này chúng ta sẽ đặt tên phương thức của chúng ta là test username và password. Thì đối với phương thức này chúng ta cần hai thông số mà người dùng cần truyền cho chúng ta, đó là cái username và password khi người dùng nhập vào bên trong cái form đăng nhập này. Do đó chỗ này chúng ta sẽ có hai tham số bên trong cái hàm test username password này là username và password. Bây giờ chúng ta cũng sẽ phải sử dụng phương thức getData để chúng ta đọc thông tin từ cái file user.tt lên để chúng ta so sánh xem là cái username và password này nó có nằm bên trong cái tập tin dữ liệu user.tt của chúng ta hay không. Và khi get data lên được thì chúng ta lưu toàn bộ nội dung của tập tin user này vào bên trong cái biến nội dung này. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ sử dụng hàm explore để chúng ta tách cái dấu xuyệt ra riêng. Ở đây là trong cái file user của chúng ta, sau này có rất là nhiều user và mỗi user là chúng ta đã tạo ra một cái dấu phân cách là dấu xuyệt sao để chúng ta phân cách các user. Thì hiện tại ở trong này là chúng ta có, đây là user thứ nhất, rồi ví dụ đây là cái user thứ hai và đây là cái user thứ ba bên trong cái file user.tt của chúng ta. Do đó là chúng ta cũng sẽ phải sử dụng cái hàm explore để chúng ta tách cái dấu xuyệt sao trong cái nội dung ra riêng và chúng ta lưu vào bên trong cái mảng ARR. Vậy là bên trong cái mảng ARR này nó sẽ chứa thông tin của một user. Thì thông tin của một user chính là cái thông tin này, bao gồm là họ tên, địa chỉ, email, điện thoại, username và password. Sau đó là chúng ta cũng sẽ sử dụng hàm count, chúng ta đếm xem cái mảng ARR của chúng ta có bao nhiêu phần tử và chúng ta sẽ duyệt qua các phần tử bên trong mảng ARR. Và mỗi lần khi chúng ta duyệt như vậy thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái hàm explore để chúng ta tách cái dấu gạch đứng bên trong cái mảng con ARR ở phần tử có cái khóa là y để chúng ta tạo ra một cái mảng con ARSUB. Và bây giờ chúng ta sẽ so sánh là nếu cái mảng con
ARSUP ở phần tử có cái khóa là 4. Phần tử có cái khóa là 4 là hiện tại á, là nó đang chứa cái username. Đây là phần tử có cái khóa là 0 là chứa họ tên. Phần tử có cái khóa là 1 là chứa địa chỉ. Phần tử có cái khóa là 2 là chứa email. Phần tử có cái khóa là 3 là chứa điện thoại. Phần tử có cái khóa là 4 là chứa username. Còn phần tử có khóa là 5 là chứa password. Do đó chúng ta cũng sẽ so sánh là nếu cái mảng con ARSUP ở phần tử 4 mà bằng cái username, chỗ này chúng ta sẽ dùng cái phép toán và cái phần tử ARSUP ở phần tử có cái khóa là 5 bằng với cái password người ta gửi cho chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ dùng phép toán và, có nghĩa là cái username và cái password này là, tức là chúng ta phải thỏa cả hai điều kiện. Thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ trả về là true. Nếu mà trong trường hợp mà cái username bên trong cái mảng con ARSUP bằng với cái username người ta truyền cho chúng ta và cái password bên trong cái mảng con ARSUP bằng với cái password người ta truyền cho chúng ta, thì chúng ta sẽ trả về là true. Trả về là true ở đây có nghĩa là username và password có tồn tại trong hệ thống. Thì chỗ này một là chúng ta sẽ trả về true, hoặc chỗ này nếu mà các bạn muốn trả về cái username của người ta luôn thì chúng ta sẽ trả về cái username. Vì hiện tại á, là ở đây chúng ta có tạo ra một cái trang welcome chỗ này, chúng ta muốn là khi người ta đăng nhập vào, nhập thông tin vào người ta đăng nhập, thì chúng ta sẽ chào mừng bạn X chỗ này. Thì cái bạn X này á, là cái giá trị trả về của chúng ta chỗ này, chúng ta có thể trả về luôn cái username thay vì chúng ta trả về true. Thì bây giờ chúng ta trả về luôn cái username. Chỗ này chúng ta có thể return luôn cái mảng con ARSUP ở phần tử có cái khóa là 4, có nghĩa là chúng ta trả về cái username. Trường hợp này là username và password có tồn tại trong hệ thống và trả về username. Có nghĩa là cái phương thức test username password này, khi chúng ta chạy thì nó sẽ trả về cho chúng ta cái username của cái user họ đăng nhập vào. Còn return phone chỗ này có nghĩa là khi chúng ta dò vào bên trong cái file user này, chúng ta tìm không thấy cái username và cái password người ta nhập vào, thì lúc giờ chúng ta sẽ return phone. Thì trong trường hợp return phone này là username và password không tồn tại trong hệ thống. Bây giờ các bạn hãy lưu cái phương thức kiểm tra username và password này lại. Bây giờ muốn test thử cái phương thức của chúng ta có chạy hay không, thì bây giờ chúng ta sẽ test thử chỗ này. Nếu chúng ta chạy trực tiếp từ trang xử lý tập tin luôn, thì chỗ đường dẫn tới tập tin user.tt này các bạn phải gọi là chấm chấm xiệt. Vì nếu mà chúng ta đang đứng trong thuộc flash, chúng ta chạy tập tin này, chúng ta muốn gọi qua tập tin bên đây, thì có nghĩa là chúng ta đi ra một cấp thư mục rồi chúng ta mới đi vô cái thư mục dữ liệu này. Vậy chỗ này chúng ta sẽ có dấu chấm chấm chỗ này, các bạn lưu lại. Bây giờ chúng ta sẽ tạo thử. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử dưới cái phần ELAS này, các bạn hãy chạy thử. Chỗ này chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng object thuộc lớp tập tin, và chúng ta sẽ dùng cái đối tượng object này, chúng ta gọi cái phương thức test username and password. Và bây giờ chúng ta sẽ truyền vô hai thông số bên trong này. Chúng ta sẽ truyền vào cái username và cái password. Chỗ này chúng ta sẽ truyền username vào. Thì cái username trong đây, ví dụ chúng ta sẽ lấy thử một cái user chúng ta truyền vào. Ví dụ user là admin, password là admin 123. Chúng ta truyền vào bên trong này. Admin. Rồi admin 123. Cái dấu xuyệt sao này thì chúng ta bỏ, chúng ta mở cái lệnh này ra để chúng ta chạy. Nếu mà cái phương thức test username và password này nó kiểm tra xem là cái user admin này và cái password admin 123 này nó có tồn tại bên trong cái file user.tt hay không. Nếu có thì cái phương thức này nó sẽ trả về cho chúng ta một cái kết quả, và chúng ta in ra thử cái kết quả này. Thì khi chúng ta in ra kết quả này thì nếu mà có thì nó sẽ trả về cho chúng ta cái username chỗ này.
Bây giờ các bạn chạy thử cái phương thức này thử, thì bạn thấy là nó có cái username admin bên trong cái file user.tt. Thì để chạy từng bước thì các bạn có thể chạy thử. Thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng phương thức getdata, chúng ta đọc cái file user.tt lên, là chúng ta đọc cái file này. Sau đó chúng ta lưu vào bên trong cái biến nội dung. Bây giờ các bạn hãy thử in ra thử cái biến nội dung này thử. Chúng ta chạy từng lệnh lại để chúng ta kiểm tra lại. Thì cái đoạn code này trong bài trước chúng ta trên đây chúng ta cũng đã có chạy từng bước để chúng ta kiểm tra rồi. Bây giờ các bạn chạy thử. Thì bạn thấy đầu tiên là chúng ta đã đọc được cái nội dung của cái file user.tt ở đây. Thì đây là một cái đoạn chuỗi rất là dài. Chúng ta cần phải làm sao chúng ta tách ra thông tin của từng user riêng, và thông tin của mỗi user là nó được cách nhau bằng cái dấu xì sao chỗ này. Do đó bước kế tiếp là chúng ta phải tách cái chuỗi đó thành cái mảng ARR. Do đó chỗ này bạn thấy là chúng ta sẽ sử dụng hàm explore, chúng ta tách cái dấu xì sao bên trong cái phần nội dung mà chúng ta mới vừa đọc lên từ cái tập tin user.tt, chúng ta tạo ra một cái mảng ARR. Và giờ các bạn hãy in thử cái mảng ARR này ra thử. Các bạn lưu lại, các bạn chạy thử. Thì bạn thấy là đây là một cái chuỗi nội dung mà chúng ta vừa mới đọc lên từ file user.tt. Chúng ta tách cái dấu xì sao, chúng ta loại bỏ cái dấu xì sao này đi. Và mỗi một thông tin của user là nó sẽ là một phần tử bên trong cái mảng ARR. Thì cái mảng ARR này là có tổng cộng là, ở đây là 1 phần tử, 2, 3, 4, 5, 6 phần tử. Trong đó phần tử cuối cùng này là không có dữ liệu. Và đối với cái mảng ARR này thì chúng ta muốn so sánh được cái username và password này thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tách cái chuỗi này ra riêng một lần nữa. Có nghĩa là chúng ta phải tách cái dấu gạch đứng này ra riêng thì chúng ta mới lấy ra được cái username và password. Thì chúng ta mới lấy cái username và password này, chúng ta mới đem so sánh với cái username và password mà người ta truyền vô cho chúng ta chỗ này. Do đó là trong trường hợp này là chúng ta phải đi diệt qua cái mảng ARR này. Và mỗi lần diệt như vậy là chúng ta lấy từng phần tử của cái mảng ARR này, chúng ta đi tách cái dấu gạch đứng này ra. Do đó là chỗ này bạn thấy là chúng ta sẽ sử dụng hàm count để chúng ta đếm xem bên trong cái mảng ARR này có bao nhiêu phần tử để chúng ta chuẩn bị chúng ta duyệt qua cái mảng này. Bây giờ các bạn echo lại cái biến n ra thử. Các bạn chạy thử. Thì bạn thấy là cái mảng này có tổng cộng là 6 phần tử. Cái mảng ARR có tổng cộng là 6 phần tử. Do đó là bây giờ chúng ta sẽ sử dụng dòng lập for để chúng ta duyệt. Ở đây chúng ta duyệt đi y từ 0, y nhỏ hơn bằng n trừ 2. Chỗ này y đi từ 0 là do cái mảng ta cái khóa đầu tiên là 0 đang chứa thông tin của một user đầu tiên. Còn ở đây 6 mà trừ cho 2 là 4. Có nghĩa là chúng ta chỉ diệt qua từ phần tử 0 tới phần tử 4 thôi. Có nghĩa là chúng ta diệt qua tổng cộng là 5 phần tử. Phần tử thứ 6 này là không có nội dung, vì cái dấu xì sao khi chúng ta tách ra cuối cùng rồi thì nó không có nội dung. Do đó cái phần tử này chúng ta không cần phải diệt qua. Và mỗi lần diệt như vậy thì biến y chúng ta tăng lên được như vậy. Và lúc bây giờ mỗi lần diệt như vậy thì chúng ta sẽ lấy từng phần tử ở lần diệt thứ y. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy từng phần tử bên trong cái mảng ARR ở lần diệt thứ y, chúng ta tách cái dấu gạch đứng này ra bằng cái hàm explore lần nữa. Do đó là bạn thấy ở đây là chúng ta cũng sử dụng hàm explore, chúng ta tách cái dấu đứng bên trong cái mảng con ARSUB ở phần tử có cái khóa là y. Ở lần lập đầu tiên thì y bằng 0, mà y bằng 0 chính là cái phần tử này. Có nghĩa là chúng ta đem cái phần tử này, chúng ta tách cái dấu gạch đứng ra riêng, và chúng ta sẽ lấy từng cái thông tin của user bên trong này, chúng ta lưu vào bên trong cái mảng con ARSUB. Chúng ta tạo ra một cái mảng con ARSUB lưu thông tin của một user, bao gồm là họ tên, rồi địa chỉ, rồi email, điện thoại, username, password. Các bạn cũng có thể in ra thử cái mảng con ARSUB để các bạn kiểm tra lại. Thì đây là cái mảng con ARSUB của chúng ta. Bạn thấy là nó lưu thông tin của một user, bao gồm họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, username, password. Ở đây chúng ta phát biểu điều kiện là nếu ARSUB ở phần tử có khóa là 4, ARSUB ở phần tử có khóa là 4 thì bạn thấy chính là cái username này, nó bằng với cái username mà người ta truyền cho chúng ta. Và ARSUB ở phần tử có khóa là 5 chính là cái thông tin của phần tử có khóa là 5 đang chứa cái password này. Nếu mà nó bằng với cái password mà người ta truyền cho chúng ta
Vậy là ở đây hồi nãy chúng ta truyền vô cái hàm test using password này, chúng ta truyền cái user admin và cái password là admin 123, thì bạn thấy là cái user là admin, rồi cái password là admin 123. Vậy bạn thấy là khi cái dòng lập for của chúng ta nó chạy qua cái phần tử đầu tiên bên trong cái mảng này, là nó phát hiện ra là cái phần tử này nó đúng là có cái username bằng với username là admin, và nó có cái password bằng đúng cái password mà người ta truyền cho nó. Do đó là tới đây là nó sẽ trả về kết quả cho chúng ta là true. Và trong hợp này là chúng ta muốn là khi trả về là chúng ta sẽ return về cái username. Do đó chỗ này chúng ta sẽ return về cái mảng con rsub ở phần tử có khóa là 4. Phần tử có cái khóa là 4 bên trong cái mảng con rsub chính là cái username. Do đó bạn thấy á, là sau khi chúng ta thực hiện xong cái phương thức test username password này, thì cái kết quả trả về chính là cái giá trị bên trong cái mảng con rsub ở phần tử có cái khóa là 4, chính là cái username này. Cái username này nó sẽ lưu bên trong cái biến kết quả, và khi chúng ta echo ra thì cái biến kết quả này của chúng ta là nó sẽ có giá trị chính là cái username. Còn trong trường hợp ví dụ giờ chúng ta truyền username là vậy, nhưng mà password chúng ta truyền vào là như vậy, các bạn chạy thử xem nó có ra được hay không. Các bạn chạy thử thì bạn thấy là ở đây nó diệt qua cái phần tử đầu tiên. Đây là phần tử đầu tiên, cái username và password không có. Nó qua tiếp phần tử thứ hai cũng không có luôn, username password này không có. Nó chạy tiếp qua phần tử kế tiếp cũng không có luôn. Nó chạy tiếp qua phần tử kế tiếp cũng không có luôn. Rồi nó chạy qua phần tử này cũng không có luôn. Vậy là kết quả bây giờ nó sẽ trả về là bằng false. Không có thì kết quả trả về bằng false. Chỗ này thì nếu mà chúng ta để xuống 0 đi, thì các bạn thấy thì kết quả của chúng ta bây giờ trả về là 0, là false. Hoặc là chỗ này là, ví dụ chỗ này chúng ta trả về là không tìm thấy đi. Hay là chúng ta ghi là chỗ này ví dụ như là sai username và password. Ví dụ chúng ta ghi một câu thông báo lỗi như vậy thôi. Các bạn chạy lại thử cái phước của chúng ta, thì mình thấy trong hợp này là nó in ra là sai username và password. Vì bên trong cái mảng con rsub của chúng ta, từng phần tử mà chúng ta tách ra bên trong cái file user.tt, là bạn thấy từng phần tử bên trong này là cái username và password, không có cái username và password nào giống cả. Do đó là cái user này chúng ta tìm không thấy. Còn trong trường hợp nếu mà chỗ này chúng ta truyền vào cái username và password này có, thì kết quả trả về sẽ chính là cái username. Kết quả trả về chính là cái username. Vì ở đây trong cái phương thức test username password này, chúng ta return cái mảng con rsub ở phần tử có khóa là 4, thì chính là cái username. Vậy bạn thấy là cái phương thức mà chúng ta viết ra là test username password này, là sau này người sử dụng chỉ cần đưa cho chúng ta cái username password để chúng ta kiểm tra là user đó có hay không. Vậy sau này nếu mà nó trả về kết quả là true, có nghĩa là cái phương thức test username password này trả về kết quả là true, thì có nghĩa là user này và password này có, thì chúng ta cho nó đăng nhập vào hệ thống. Còn trong trường hợp cái phương thức test username và password này trả về cái kết quả là false, chỗ này chúng ta trả về kết quả là false, thì sau này chúng ta sẽ xuất ra một cái thông báo lỗi là sai username và password. Thì đó là cái phương thức test username và password mà chúng ta xây dựng trước, để chúng ta sẽ dùng trong trường hợp là khi người dùng nhập vào tên tài khoản, có nghĩa là username và password, khi họ bấm nút đăng nhập thì chúng ta sẽ gọi cái phương thức test username và password này để chúng ta kiểm tra. Thì sau khi các bạn kiểm tra xong rồi thì các dòng lệnh này các bạn khóa lại, chúng ta kiểm tra xem cái phương thức chúng ta viết ra nó có chạy hay không thôi. Còn các lệnh rin mảng con này ra thì các bạn cũng khóa lại. Chỗ rin cái mảng ar này ra các bạn cũng khóa lại. Chỗ in cái biến n này ra các bạn cũng khóa lại. Chỗ in cái biến nội dung này ra các bạn cũng khóa lại. Các bạn chạy thử lại cái last xử lý tập tin của chúng ta. Thì hiện tại chúng ta không có xuất dữ liệu ra thì nó không hiện ra thôi. Nhưng mà cái phương thức của chúng ta là nó đã chạy được rồi. Thì sau khi các bạn test được rồi thì chỗ này các bạn bỏ cái dấu chấm chấm xịt đi.
Vì sau này khi chúng ta chạy á, là chúng ta không có chạy từ cái trang xử lý tin này, mà khi chúng ta chạy á, là chúng ta sẽ chạy từ cái trang login. Chúng ta đang đứng ở trang login chúng ta chạy, mà chúng ta đứng ở login chúng ta muốn lấy dữ liệu trong file user.tt, thì chúng ta chỉ ghi là dữ liệu duyệt user.tt thôi, chứ chúng ta không có chấm chấm. Trừ khi nào chúng ta chạy bên trong cái trang xử lý tập tin này thì chúng ta mới ghi chấm chấm chỗ này. Vậy bạn thấy là cái phương thức test username và password này là nó gần giống với cái phương thức test username và email. Nhưng mà trong trường hợp này là chúng ta dùng cái toán tử và. Có nghĩa là username phải bằng như vậy và cái password phải bằng như vậy thì chúng ta mới cho login vào. Còn trong trường hợp cái phương thức test username và email của chúng ta là chỉ cần hoặc là email trùng là chúng ta cũng báo lỗi, hoặc là username trùng thì chúng ta cũng báo lỗi. Thì trong hợp đó là chúng ta dùng cái toán tử ngoặc. Còn trong hợp này là chúng ta dùng cái toán tử và chỗ này. Thì đó là bài thành hôm nay của các bạn. Chúc các bạn thực hành bài lắp này thành công. Chào các bạn.